Hai, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là một ngày mình không có đi xúc cá lê thia anh em ơi. Đó, thì hôm nay một ngày mình không đi xúc cá lê thia thì mình làm một cái kệ nè. Đấy, thì cái kệ này cho mình quay xa xa cho anh em xem nha. Đấy, cái kệ này thì hồi sớm giờ cha mình làm giúp mình. Đó, anh em thấy dữ dằn cái kệ không? Cái kệ này thì nó có 10 ngăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, nó có 10 ngăn nha anh em. Thì cái kệ này mình sẽ đựng mấy cái chai nhỏ nhỏ đó. Đó, mấy cái chai nhỏ nhỏ. Nếu mà nó gì ta, kiểu mà nó dư nhiều quá thì mình sẽ đựng mấy cái chai bự này. Đựng mấy chai bự này với mấy kệ dưới. Đó anh em. Đấy, hôm nay thì bỏ, nói chung là sáng thì mua đi mua gỗ nè. Rồi đi mua cái máy cưa cắt gỗ nữa. Cho nên là không có thời gian để mình đi làm gì ta, đi xúc cá lia hôm nay anh em. Với lại mình thấy số cá mình còn rất là nhiều cho nên là mình không có đi xúc. Đấy. Tại vì phải tranh thủ làm cái này cho rồi cái mình để cá lên cho nó gọn chứ chỗ này. Thì bây giờ mình ngủ trên gác anh em cho nên là nó cũng hơi chật, để cá bít bùng hết trơn cho nên là chật. Đấy. Thì đây mình mới cha mình mới chế cho mình cái này nè anh em. Đó, nó rất là tiện luôn. Cá nó không bao giờ nhảy ra ngoài. Hôm trước thì mình để mấy cái nắp á, mình phét cái lỗ á thì cá nó còn nhảy ra ngoài được. Nhưng mà hôm nay thì cá nó hết nhảy ra ngoài rồi. Đấy. Còn cá mình ép á, hôm trước mình ép anh em. Con cá nó không chịu ép. Mình không biết như thế nào, chắc là để ngoài hồ kiến á. Nó để ngoài hồ kiến anh em. Nó chịu, nó không, nó như là nó mình ở trên đây với nó. Nó không quen cái gì á, nó không chịu ép anh em. Đó, thì bây giờ một hồi mình sẽ làm một cái video khác mình ép con cá này lại, nhưng mà sẽ không, mình ép trong thùng mớp á cho nó dễ nha anh em. Chứ nếu mà mình ép cái kiểu này thì cho anh em xem được á. Lúc trước thì mình ép cá beta thì ép được, nhưng mà ép cái dòng Allen này thì mình chưa ép được nha anh em. Không biết làm sao nữa. Tại vì mình cũng mới ép lần đầu à, cho nên là cũng còn hơi bỡ ngỡ. Đấy. Thì cá này là cá đồng của mình, thì mình lấy mấy chai nhỏ này mình để ở đây nè. Cho nó gọn lại rồi mình ngủ cho nó dễ không thôi, đạp mấy cá này nó ngã lum hết. Rồi ok. Thì hôm nay mình sẽ là một, mình sẽ tặng cá cho anh em nào nói đúng là cái vàng này. Mình sẽ tặng một cặp cá lì thì size 30 nha. 30, một con cá trống 30 với một con cá mái. Cho anh em nào nói đúng cái vàng này mình làm bao nhiêu tiền. Đó. Phải nói, nếu mà trong qua ngày mai đi. Qua ngày mai mình sẽ chốt lại cái mấy cái bình luận đó của anh em. Người nào mà gần đúng với cái số tiền đó. Chỉ là cái gỗ thôi nha anh em. Đó. Mình chỉ cần biết là anh em đoán là mình mua bao nhiêu gỗ, bao nhiêu tiền gỗ thôi. Đó. Người nào mà gần đúng với cái số tiền mà mình mua gỗ, mình sẽ tặng cho một con cá thia đồng trống 30 và một con cá thia mái nha, đồng cá mái về cho anh em ép chơi. Đó. Ok. Thì anh em có xem video này của mình á thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Thì ở đây thì mình chỉ có bán cá đồng Việt với cá đồng Thái thôi, chứ có cái gì đâu nữa mà quay cho anh em xem. Nếu mà anh em có ủng hộ mình á thì mua cá này giúp mình. Vài hôm nữa mình có chi phí nữa thì mình sẽ bắt thêm mấy con bảy màu nè, mấy con beta, mấy con này kia về bán thêm cho nó phong phú hơn, cho anh em dễ mua. Đó, còn bây giờ thì mình chỉ có loại cá đồng Việt của mình thôi. Đó, cho nên là mình chỉ bán cá được cá đồng Việt thôi nha. Có anh thì vô nói nhắn tin cho mà nha, nhắn bình luận thì nói sao mà có mấy con cá đồng quay hoài. Thì mình cũng trả lời với mấy anh em là tại mình có cá đồng không mà, chứ có gì đâu mà không quay cá đồng. Quay cá đồng cho anh em xem cho nó dễ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cá lên keo. Lộn, đưa mấy cái keo cá này nè cho lên đây. Hồi mấy chai nước biển thì mình sẽ để trên đó nha, cho nó gọn lại. Đó, cho nó dễ. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ để nha anh em. Xong rồi anh em ơi. Đây. Nhìn như một cái lâu đài. Nhìn như một cái thiên đường cá luôn anh em. Quá trời cá luôn. Thì nó cũng đã phùng được một mớ rồi. Nói chung là một mớ phùng này là mình đã bán được cho anh em rồi đó. À, ngon lành cành đào.
Mở này thì bên đây thì cá size 20, cá size 20 30 đó. Nói chung là mình thấy dòm vô cá phùng thì mình bán cá size cho anh em thôi đó nha, cho nên em cứ yên tâm. Một dàn như vậy thì một ngày nó phùng tầm 30-40 con thôi là cũng đã ngon rồi đó. Tại vì cá mình lên keo á, thì có con thì 5 tiếng 6 tiếng là đã phùng rồi, có con thì 7 tiếng 8 tiếng, có con thì 1 ngày, có con thì 2 ngày, có con thì 3 ngày, có con thì 1 tuần nó mới phùng. Nó nói chung là không phải lúc nào nó cũng phùng lên nha anh em. Đây là dàn cá lớn của mình bên đây. Cá lớn thì có rất là nhiều cá bự. Đấy. Đây nè anh em. Đó, cá chập bá luôn. Khủng khiếp. Đấy, anh em là có muốn mua cá thì cứ kết bạn qua Zalo nha, 0770828821. Thì mình sẽ lựa. Nói chung là cá thì mình sẽ lấy xuống và lựa mấy con cá mà đẹp nhất trong, nói chung là đẹp thì nó sẽ đẹp nhất trong mỗi cái đám này trước. Bán từ từ dần xuống nha anh em, chứ không phải là ùa vô là mình bắt mấy con cá mà tào lao mình bán cho anh em trước đâu. Bán như vậy thì người đầu tiên mua thì sợ họ sẽ không bao giờ mua lại đó. Nên mình nói đó là nó chuyện nó thiệt, chứ không bao giờ mà nói ấy cho anh em. Thì nếu mà bán dần về sau thì nếu mà cá mà mình thấy chưa ok lắm thì mình sẽ tặng thêm một con nữa đó. Như vậy nói chung là cá thì đâu phải con nào nó cũng giống như con nào đâu. Ví dụ như con này đi anh em, con cá này thì quá đẹp rồi, thấy không anh em, thấy cái độ bung của nó không, rất là đẹp. Size chỉ 20.000 thôi, con này chỉ 20.000 thôi đó. Đó rồi qua con thứ hai, qua con mấy con tiếp này, giống dụ như con này nó bị cách đuôi một xíu không, nhưng mà tới bữa mình bán gần hết đợt này là nó muốn lành lặn rồi, thì con này thì mình bán được đó. Ví dụ như vậy thì cá mình bán cho anh em là cá đã phùng lên rồi mình mới bắt mình bán cho anh em, chứ không phải là mấy con cá mà chưa, mấy con cá mà giống như trong thùng như vậy. Mấy con cá này là mấy con cá mình cái kiểu là mấy con cá lựa, mấy con cá lựa, mấy con cá ra anh em. Đây nè, rất là nhiều đấy, cá bự cá nhỏ thì đầy luôn. Mấy con cá này thì mình hôm nay quên lấy mấy cái để lên cho nó vô nó núp nữa, để vậy thì nó hơi nhát đó. Thì nó lại như vậy. Thì anh em nào có mua cá thì cứ bạn qua Zalo đi, rồi ở nhà thì có vợ mình tư vấn cho anh em đấy nha. Nguyên một cái dàn cá này, trời ơi, nhìn đã mắt thật sự luôn. Đây cho anh em xem gõ nè, đã không anh em? Do là mình mấy cái dàn chia đây nè là mình không có chặn giấy á, mình lên keo rồi mà mình không có chặn giấy, cho nên là nó phùng nó cũng giảm đi cái độ phùng rồi. Hôm trước là nó phùng dữ lắm, mới lên keo qua ngày sau mà tắt đèn á, qua ngày sau bật cái đèn lên là nó phùng dữ lắm, phùng luôn. Với lại mình mới dời qua nó cũng còn hơi nhát đó, cho nên là nó giảm đi cái độ phùng của nó rồi. Không thôi là nguyên cái số lượng này nó cũng phùng chắc cũng khoảng được 30% á. Đó, nó phùng 30% là ngon lành rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Một dàn trên là 37 chai. 37 với 37 là 74 với 37 là 100 mấy. 101, 111, 111 với 37 nữa là 138. Lộn 148 chứ, 148. 150 mấy. 150. 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 nữa là 170. 170. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24. 2, 4, 5. 5 lần 24 là nhiêu ta? 5 lần 24 là 100. 5 lần 24 là 120 với 170 nha. 120 với 175 đi. 120 với 175 là 295. Dư viền này là 300 mấy chai đó anh em. Đó, 300 mấy con. Nói chung là lên thì một ngày, nếu mà một ngày bán khoảng tầm 20-30 con, 30-40 con thì nó rất là ok luôn. Đó. Thì anh em kiếm mua ủng hộ mình nha. Nếu mà anh em nào đang cần chơi cá lóc dây đồng thì mua ủng hộ mình về chơi. Để nếu mà vài hôm nữa mình tìm được cái chỗ mà mua mấy cái loại cá mà khác á thì mình sẽ mua về mình bán thử. Nếu mà anh em ủng hộ mình thêm á thì mình sẽ mua về mình bán cái loại đó nha.
Tại vì mình thì hiện tại chỉ có bán một cái loại cái dây đồng này thôi. Đó, cho nên là chỉ quay cái dây đồng thôi cho anh em xem. Còn nhiều loại khác thì mình chưa có bán, cho nên là mình có cá đâu mà quay, phải không? Đó là như vậy. Rồi, anh em nhớ ủng hộ mình nha. Nếu mà anh em thấy thích cái video này, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Và nhớ, người đầu tiên mà bình luận đúng cái giá trị của cái số dán mà mình mua hôm nay, đó là cái vàng mình mới làm hôm nay đó, là sẽ được tặng một con cá ly hia đồng size 30 và một con cá mái nha. Đó, thì nói chung là bình luận qua ngày hôm sau là mình sẽ xem lại. Mình xem lại ai mà coi, ai mà bình luận gần giống như cái đó là mình sẽ liên hệ với người đó và tặng con cá cho người đó nha. Đó, rất là ấy luôn. Nói chung là cái này làm vui chơi cho anh em thôi. Đó, rồi, ok. Giờ biết nói gì nữa đây ta. Thì đây quên nữa. Đây anh em nếu mà có về mà có gì ta, có nuôi cá ly thia mà có mua chai nước biển của mình á, thì về nhớ làm giống như vậy nè. Đấy, làm giống gì thì cá nó không bao giờ nó nhảy ra được anh em. Hôm trước á thì mình có là để chai nước biển gì không nè, nó nhảy ra quá trời luôn, ngày 4-5 con, thấy tiếc luôn, thấy tội luôn. Đó, thì để con gì thì cá nó nhảy nó đâu lên được đâu. Đó, nó sẽ kiềm cá lại rồi mình dễ cho ăn nữa. Hôm trước thì mình có lấy nhiều cách thức cho ăn lắm. Mình lấy cái nắp chai nè, đâu rồi? Cái nắp đâu rồi ta? Giống như mấy cái nắp của mình đâu tiêu rồi. Cái nắp đây, cái nắp này nè anh em. Cái nắp này nè, mình đục lỗ cũng khá là lâu nha. Đó, cái này mà có cái mình đục nó hơi bự hơn, nó cũng nhảy ra ngoài được nữa. Tại con cá này không biết nó là loại gì. Nó nhảy dèo vậy. Đó. Thì nói chung là anh em cứ làm theo áp dụng theo như vậy thì cá nó sẽ không bao giờ nhảy ra ngoài. Đó. Cái cách thứ nhất, còn cách thứ hai thì anh em cứ nói chung là về anh em lên keo thì cứ như theo như hướng dẫn. Tại vì cá mình đã lên keo nó đã phùng rồi, cho nên là anh em cá dễ rất là dễ phùng, rất là dễ sung, cho nên là anh em cứ làm theo hướng dẫn cho ăn đầy đủ nè. Cho anh em nuôi bằng nước lá bàn thì để nước lá bàn, không nuôi bằng nước lá bàn thì để Blue Sky, không nuôi bằng Blue Sky thì để lá dừa. Đó, nói chung là cá mà mình thấy ok nhất là để lá dừa. Còn cá mình hiện tại là đang thử áp dụng theo một cách khác nữa, đó là không để gì hết, chỉ để muối thôi. Đó, mình đang áp dụng theo một cách khác nha nè. Từ từ mình áp dụng qua một mẻ này, rồi qua một mẻ sau, coi thử mẻ nào lên nhiều, mẻ nào chưa lên. Nói chung là mẻ nào lên nhanh, mẻ nào lên chậm thôi, chứ nó cũng không phải là nó không lên hết. 100 con thì nó sẽ lên tầm 6-70 con, 7-80 con, đó. Có khi là lên 90 con, gần 100 con luôn. Đó, nói chung là cái hia đồng này thì mình vớt về, với lại mình có bắt thêm nữa, chứ không phải là vớt về không, mình có bắt thêm nữa. Tại vớt về ai đâu mà vớt nổi anh em. Đó, cho nên là vớt không nổi đâu, không vớt nổi bán cho anh em. Tại vì vớt nó cực lắm chứ không phải là dễ ăn đâu. Đó, bây giờ kiếm chỗ thì nó cũng hơi khó nè. Một là kiếm chỗ khó nè, hai là dặm chỗ cỏ người ta không cho dặm, ta chửi. Đó, ba là bây giờ là phải đi kiếm chỗ mới, mà kiếm chỗ mới là đâu phải chỗ nào cũng kiếm được. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Và anh em nào thấy video mình hay, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Và chia sẻ video giúp mình. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha.